đang lạnh lạnh bạn ơi. Trời đang mới vừa mưa xong, của Giang còn đang mưa lâm râm. Hoa sen đó, hoa sen đó. Có ngã đấy, thế là bảo cái thân này đi mua già nữa, mình đấy, không bệnh nữa, mua chết, nhưng mà hắn vẫn không theo ý mình, mua già thì chết. Đó là không có người ta, không có người ta đây, không phải theo ý mình nữa, là của người ta, của người khác, mình không được chỉnh sửa cái thân này. Chẳng hạn như anh nói cái thân này của anh thì anh nói là mua già nữa, đừng mua chết nữa, đừng mua bệnh, nó vẫn bệnh, nó vẫn già, nó vẫn chết, nó không theo ý mình thì nó là vô ngã. Sắc trong từ ngã tôi quán là của tôi đấy, về đọc nhiều cái sách dự giới rồi mới hiểu cái đấy, thì giờ chưa tu thiền dự giới chưa được mà mình hiểu cái đấy nó khó. Cái dự giới năm giới à, gì là phần năm giới tôi chỉ biết giờ tám giới. Năm giới thì con làm biết là vẫn phải uống rượu, thì có phải tuyệt đối không uống rượu hả? Ồ thế thì chịu rồi. Mình còn bỏ luôn hay là vâng, bỏ luôn chứ giờ mình chịu giới thôi, không, 5 giới thôi mình còn... Còn thầy bảo là nếu công nhân thì uống không say là đứa này mình uống một chút thì vẫn được. Uống rượu thì để gọi là mình ăn cơm là để gọi là no béo, giờ mình còn uống rượu để còn vui thích đấy thì được tí thì... Còn thầy giảng là mình uống thì trong thức cho phép uống để ngoài giao công nhân. Đó đó là thầy đấy giảng, nhưng mà Phật thì không giảng như thế. Phật giảng trong kinh dự giới không uống rượu là không uống rượu. Phật thầy đấy thì nếu mà mình nghe thầy đấy thì mình cứ uống. Con thì cũng không cấm, con cũng không biết tại vì mức độ hiểu biết đấy. Mình dự giới mà nói lời Phật dạy không có uống rượu uống bia mà vẫn cho phép uống thì thầy sai, không đúng cái lời đấy. Thì giới về giới chấp nhất thôi. Thì giới thì là không quan hệ với người đã có vợ, đúng thầy. Ờ giới tà dâm thì đừng có quan hệ với vợ người khác, mình là đàn ông ấy, phải là gái, nói chung là không phải là vợ mình, bất kỳ những cái người quan hệ trước hôn nhân được không? Trước hôn nhân mình tà dâm, mình tác ý, mình tác ý là mong muốn người ấy như thế là có phải thảm thảm giới luật. Tác ý gì? Mình tác ý là muốn quan hệ với người. Bây giờ mình muốn tác ý, chẳng hạn bây giờ mình muốn tác ý sắc xanh không phàm, mình phàm bây giờ chẳng hạn như một con chín đó, giờ mình con cá đó mình tác ý mình chín nó không phàm sắc xanh rồi, mình tác ý ta dâm là nó phàm rồi, ta dâm rồi. Ta dâm rồi, ý dâm rồi, mình phàm giới. Nhưng mà trừ trường hợp mà chưa vợ chồng á thì không được hành dâm, hành dâm được phàm giới. Khi mà vợ chồng thì theo quy định cái thì được chép ấy, nét tôi cũng không sao cảm cảm thấy khổ khổ con thầy tác ý rồi, con thầy tác ý rồi. Cái đấy thì con cái mình muốn tác ý mình thường thì ai gì nhé, cái đấy con muốn mình chịu được thì mình hạnh phúc, nhưng mà mình phạm giới thì mình lại chịu ấy. Cái đấy thì Phật dạy như thế đây, còn mình còn tư suy tư mà tác ý thì cái đấy thì con cũng không biết đâu. Tại con cũng nói là dưới tà dâm là nó như thế, rồi anh nói là tăng ý ấy.
dùng không sao thì cái đấy con dùng. Con thấy dạng này chỉ cần không cần quan hệ với vợ ngươi là được. Nhưng mà có ngươi dạng là được. Ngay cả trong suy nghĩ cũng được làm chuyện đó. Đó là ý dâm. Hả? Mình có nghe thấu ra cái nghe chúng. Phật bảo không uống rượu thì đừng có uống. Bây giờ mình đang cần uống ly vài ly thì thôi thì nói thì sao giữ giới. Công việc này, công việc cuộc sống. Ừ, rồi, cứ để nó tí nữa. Công việc cuộc sống này, mình phải bài giao cái thứ này. Công việc cuộc sống này, làm như khi đó mình đời hiểu biết như thế thì mình phải chịu kinh nghiệm uống rượu ấy. Rồi, bây giờ khi mà mình uống rượu, mình bị đoạn đi cục rồi, xuống cục tốt hỏi nó do ông uống rượu mới phạm trong đây, do tôi công việc tha cho tôi không? Nói với thầy địa ngục ấy, đó là giờ do công việc tôi mới uống rượu, giờ ông phải tha cho tôi về chứ đáng nhẹ tôi không uống, nhưng mà vì công việc tôi uống rồi ông phải thả cho tôi, đừng muốn nhốt tôi địa ngục. Chẳng hạn như giờ mình công an bắt vào tù rồi ăn trộm ấy, ăn cắp, bây giờ kêu nói với công an đấy do tôi nghèo khổ quá tôi đi ăn trộm thôi, chứ rồi nó bắt ấy rồi kêu thả nó thả không rồi đúng không, vì công việc vì cái đấy rồi mình phạm pháp. Phật giới thì mình phải chịu cái nghiệp đấy. Chứ giờ mình nói là chẳng hạn như giờ vì cha mẹ hay là vì ai đó mình trộm cắp, thì khi mình dọa đi cùng mình nói là vì cha mẹ tôi ăn trộm cắp thì tha cho tôi đâu có này. Không có gì đó. Ai gì là thật đâu mà nói. Đấy là sao? Thầy có nói là tu theo bát chánh đạo đúng không ạ? Vâng. Thì tu giới định tuệ bát chánh đạo đấy. Tu theo bát chánh đạo thì cốt lõi là nó nằm ở đâu đây? Cốt lõi ở giới. Cốt lõi nằm ở giới. Giới định tuệ, cốt lõi thì ở tuệ. Nhưng mà ba cái đó nó gắn chặt với nhau cả. Đúng không? Dạ. Giới mình giữ giới rồi. Giữ giới này tu thiền thì có tuệ. Bây giờ mà mình vẫn rất ranh, mình vẫn trộm cắp, mình làm ăn và đòi nó tự tình với trí tuệ thì cái đấy không có. Cái đấy không có khả năng xảy ra. Thì thay viên mình có giả là không cần phải cố gắng thiên đình. Tại vì thiên đình là trước thời Đức Phật. Các thầy đó là tu ở thiên đình đó không? Mà thầy Đức Phật là tu ở thiên quán. Thiên quá cái đấy ở đời mà kia là không có tinh tấn thế thì Phật đấy không dạy tinh tấn nữa. Thiên định khác với thiên quán này. Thiền định với thiền quán đấy, nhưng mà tất cả thiền đó là đều thiền định với thiền quán cùng một đích thiền định cả. Thiền quán cùng định thiền định cùng định. Mấy các thầy giảng là thiên định là giống như là khác với thiên quán này. Thiên quán là của Đức Phật là quán, còn thiên định là kiểu như là khác này. Biết vào cái này cho là kia khác thì nó là khác, nhưng mà cũng nói là cũng khác không được và không khác cũng được. Chẳng hạn như giờ thiền định kia một cái cùng đến trí tuệ, thiền quán cùng đến trí tuệ, hai con đường giờ mình thấy khác rồi nó cùng đến. Chẳng hạn như giờ mình nói là một con đường đi từ đây đến Vinh đúng không, đó là con đường khác đó, nhưng mà kết quả nó đều đến Vinh cả. Bây giờ mở một cái đường tránh đúng là đường khác đấy, nhưng mà rồi nó cùng về Vinh thì mình nói là thì nó cũng đâu có khác gì đâu đúng không, hai con đường đều đi cùng là đó là đường, tôi đi đường khác, đường này đường tránh, đường này đường ấy, nhưng mà đều có định đem giới, đem định thiền mà an lạc trí tuệ thì như Vinh là trí tuệ thì nó cũng về đó cả, dù mình có đi đường khác nó cũng về đó. Nhưng mà ý niệm mà mình khởi nó khác thì mình cho là nó là khác. Mình không nghĩ là nó khác thì mình không cho là khác. Tùy mình nghĩ, tùy mình suy tư, cái trí tuệ mình hiểu ấy. Ở mấy cái đấy thì mình không nên lý luận, cái đấy mình lý luận đấy. Phòng thủ mình nghe được về mình dưỡng giới, mình tu hành cho mình thôi. Mấy cái tình quán đó, chẳng hạn như mình biết quán đó. Như có giới giờ mình đang đi tà dâm mà mình rời cái quán thì cái này thì cũng có rồi lý luận đây, mà giờ mình phải bỏ cái đó được cái đá, bỏ giới tà dâm, không có sắc tanh, không có trộm cắp, không có nói láo, chịu được năm giới cái đá, mà muốn chịu được những cái đó thì phải dùng thiền quán cái đá đúng không, thiền quán dâm dục là đau khổ giới quyền ngữ như bệnh hoạn thì kiên quyết cả thiền trí cả thiền định ở trong đấy. Nếu không thì chỉ là được có hành vi đó nữa, đánh xa ra học hộ,
đi đó quán cả chị cả quán trong đấy đi đó nhiều được suy nghĩ nhiều nhiều giới nữa thì nó mới đem đến tình yêu chân chính người con thầy đấy. Mình phải kiên trì mình nhiều giới nhé, giờ mình cũng có giới mà mình đợi thì chỉ có tình yêu kia nó khó đâu. Như con nghe thầy giảng là có các chư Phật, chư Phật gì nó có tất cả các chư Phật, Phật Hiền Sư và Phật A Di Đà. Nhưng mà trong trong trường phái của Nam Tông ấy, họ chỉ có công nhận Đức Phật Thích Ca thôi. Còn như các Đức Phật đó là họ nói là kinh điển, đó là kinh điển Phật Hiền. Kinh điển Đại Thừa là kinh điển sáu người sau này viết. Kinh điển Đại Thừa Đức Thế Tôn nói trong kinh Tỳ Kheya về nói về quá khứ, kinh quá khứ, kinh vị lai. Đức Thế Tôn nói Phật ở trong quá khứ nhiều như cát không ngàn. Nhưng mà mấy cái vị Phật sau này là do người viết, không phải do Đức Thế Tôn nói hết, mà do người viết kinh điển, người khác họ viết kinh điển Đại Thừa đó theo con tìm hiểu là như thế. Kinh Tỳ Kheya cái đấy thì nếu mà mình hiểu như thế thì mình không tin nữa thì mình không lý luận cái đấy. Cái nào mình không tin thì mình không nói. Nói rồi những cái kinh điển mà mình không hiểu được, không biết thì mình bỏ đó. Mình nói rồi đâm ra là lý luận rồi cãi nhau. Đấy là cái này có, cái kia không có đấy. Tại mình chưa có tâm minh đấy. Mình nói là người ai nói dám chắc người khác biết. Có không? Được biết thì nói có không? Nhưng mà chẳng hạn như giờ nếu mà chỉ có trên đời một Phật Thích Ca, không có Phật quá khứ, không có Phật vị lai thì như mọi người nên tu làm gì? Phật đã nói là ta là Phật đã thành các ngươi, sau này Phật sẽ thành. Nói câu đó thì không có Phật tương lai thì tu làm gì đâu. Này, con nghiên cứu kinh điển, nghiên cứu sâu đấy. Vâng. Thì nghiên cứu đến các nhà học giả với các như Thiền sư Thích Nhất Hạnh cũng có nói, hay là một số thiền sư khác mà nói là về kinh điển thập niên này, về nếu không phải là do một số nhà tu hành sau này họ muốn hướng nhập dân ấy, theo một pháp môn như đó, nên họ biết là cuốn kinh đó có nhận hạn chế kinh gì chứ, kinh gì đó cụ thể như là còn như trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa đấy. Diệu Pháp Liên Hoa vâng. Có gốc phẩm là báo là của các A La Hán là chưa phải là các A La Hán là chưa phải là mới là đạt một cái đến một cái thanh mà muốn tu theo đến Phật đi đến Bồ Tát là phải đi xa một đoạn nữa đấy, kiểu như là rồi cái đấy hợp lý mà đâu có ai cãi được. A La Hán khác, thành phần khác, minh chi phần khác, rồi chánh chẳng khác mà đâu có phải là A La Hán như chánh chẳng khác nữa đó. Bây giờ những người mà mến mộ cũng giống yêu quý sư Thích Minh Tuệ cũng là có mặt ở đây nè, các cô này là đi quét cả nguyên một đoạn đường luôn nè, cô chú anh chị thấy không đó, rất là thương luôn nè đó. Thì sư Thích Minh Tuệ sẽ nghỉ trưa ở đây nha cô chú chị ha, nghĩa trang liệt sĩ Diễm Hồng. Để thay phản thế tụi xíu lực. Đây đây, các cô đang quét nè. Đây, sư sẽ chọn chưa thầy có thể cùng với lại đồ đệ của mình. Thank you.
Thầy sạc pin cái máy radio. Máy nghe kinh thầy. Thầy để thầy đi đi mọi người, để thầy đi tự nhiên đi. Thầy đang kiếm cái chỗ nắng để mà sạc cái máy nghe kinh của thầy. Nói chung là hạn chế người vô đây để cho sư nghỉ ngơi nha. Cứ xa xa một chút, không gần quá nhé. Ít nhất. Thì bây giờ là các anh ở đây cũng chạy những cái tấm bạc nè, cho bà con ngồi để mà trò chuyện với sư Minh Tệ nha cả nhà. Hướng dẫn cho đi phía bên kia đi cô ơi. Không phải, anh Bình Dương như lại về hả thái sư? Cái anh áo đen đen á. À, về rồi. Sáng hôm sau là về. À, sao nghe quyết tâm lắm. Em tiếp xúc vào với mới đầu em cũng không hiểu là cái gì là bát chánh đạo, cái gì là tứ diệu đế, cái gì là tứ chánh cảnh, cái gì là bảo nói bảy phần trợ đạo, cái gì là niệm Phật, cái gì đấy. Nhưng mà từ từ em tự cái mình ngồi thiền đều quá, khi mình gửi tới nó sinh ra tuệ sáng bừng, nó suy nghĩ là cái này là như này, cái này là như kia. Con đó, người ta đến đây để mà đảnh lễ, cũng giống như là đến đây để gặp một vị chân tu như cô chú anh chị ha. Thầy sư cũng đã nói rồi, ở ngoài kia dù có ai nói xấu hay nói những lời không hay về sư thì họ sẽ lãnh những nghiệp báo mà thôi. Thank you.
xa gì đây. Lại với thầy là tối qua con có xem một cái clip, có một sư thầy nói rằng là nếu như có ai mà hữu duyên xem được clip của thầy ấy thì truyền tải lại giúp với thầy rằng là nếu như thầy ấy mời thầy về để nhập thất bên chùa của thầy ấy để cùng tu tập với thầy ấy. Thầy ấy là một vị thầy tu đã đi du học ở bên Ấn Độ về, muốn mời thầy về cùng nhập thất để cùng tu tập với thầy ấy. A Di Đà Phật, thầy có đồng ý hay không ạ? Gặp ở ngoài hay là hữu duyên chỗ nào đó cùng chia sẻ, cùng học tập, cùng học hỏi, học tập với họ, nhưng mà ở chung với họ để nhập thất tu tập thì con không ở. Dạ, con tự mình nhớ gốc cây, tự mình nhớ địa địa, tự mình nhớ khu rừng, tự mình sống ở rừng, tự mình sống 13 hành đầu đà, nên là không có nhờ ai để nhập thất cả. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nhưng mà vẫn học tập với họ, vẫn đến gần hữu duyên, chẳng hạn như là mình ở trao đổi học hỏi với họ rồi mình đi chỗ ở của mình ra nghĩa địa mình nhớ, chứ không ở chùa với họ. Gần đó thì cũng ngồi rồi các sư thầy rồi cũng hỏi đạo, học tập đạo pháp với họ, học tập với họ, học hành rồi mình khi mình học họ xong rồi mình không ở chung với họ, cũng không có nhờ họ cốc thất chùa chiền của họ, mình tự ra, mình tự động ra ngoài, tự mình an trú ở ngoài rừng, ngoài đồng, ngoài ruộng á. Ai gì đặc biệt, ai gì đặc biệt. Có một sư thầy nói rằng là dùng ý rằng là hổ ly sơn, hổ chết và tăng tha chúng, tăng tàn ạ. A Di Đà Phật, thầy đang ở với chúng đâu. Vâng ạ, con cũng nghĩ là thầy đang còn ở với chúng đây ạ. A Di Đà Phật. Cả đất nước Việt Nam, cả thế giới. Con cũng không có rời bỏ giới luật, con cũng không tu hành, nhưng mà con vẫn đến với mọi người, xin mọi người nướng hay cũng xin mọi người chỗ ở, đâu có rời đi chỗ khác trốn đâu. Trăm triệu dân. Tuần ngày rằm là lễ hỏa đốt vàng mã rất là nhiều. Thưa thầy, do đốt vàng mã lợi ích cho người mất và người còn sống có lợi ích hay không ạ? Với lại những ngày lễ khi rằm tháng 7 hỏa đốt mấy triệu cũng có, mấy trăm cũng có. Xin thầy chia sẻ với Phật tử để mọi người cũng học tập ạ. Đốt vàng mã mà mọi người thấy an lạc hạnh phúc thì mọi người đốt, mọi người không thấy hạnh phúc an lạc ấy mọi người không đốt, đốt cũng được không đốt cũng được. Ai như là người, ai như là người, tại vì cái đốt vàng mã thì sợ nó bẩn, nó cháy rồi nó chết chúng sanh, nó chết, chứ còn mình đốt mình thấy vui vẻ đâu vấn đề gì đâu, giống như mình đốt một cái gì đó mà mình cứ quên ở đấy. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Mình là một con người bằng thịt, mình tập học như mọi người mà, nhưng mà mình rèn luyện để khắc phục khó khăn, khắc phục ốm đau, để mình sống được cái đời sống Phật dạy. Tại vì mình ở trong nhà quen rồi, giờ bước ra ở gốc cây với ở những cái hạnh đầu đà đấy là nó chịu không được, nhưng mà mình đi lâu dần mình quen. Không đi luôn kìa. Bay vòng xung quanh.
nó ngồi ở đây được. Ừ, cái vậy. Mà tiếng nó nhỏ nữa. Ồ, cái vậy. Mà tiếng nó nhỏ nữa. Đâu có chú gì? Đó, mấy cô chú nhận lọc của thầy nha. Xin thầy sổ đầu ha. Thank you.
vị trí có chân luôn, nặng lắm. Đó Phật tử mua lò mà mấy thầy cứ nhận đi rồi mai mốt mình thoa hả? Đó, đây tấm lòng của Phật tử. Dạ, thầy để danh thầy dùng thầy. Tại vì Phật tử, phần lớn Phật tử là cô dép ấy đó. Không ai rồi bị phòng chân đúng không? Chỉ có mấy thầy dùng chân thôi. Tụi con là dạy dép thứ tư rồi. Là một cái ở nghi trang hết rồi. Chú ơi, chứ em chưa thấy một vị sư nào mà suốt đêm ở nghi trang không chú ơi. Có ba nghi trang rồi. Bây giờ ở nghi trang nữa nè. Có cái gì? Mô Phật. Mấy chú bò đang ngậm cỏ hả? Nói cái gì đó, đang lý tưởng ha. Đi được.